Cố Hiệp dạy đồ đệ. Được cải biên dựa theo Lương Thư, Cố Hiệp truyện. Cố Hiệp tự Chánh Lễ, là người Nam Lương quận Ngô. Ông là cháu đời thứ bảy của quan Tư Khổng Cố Hòa Triều Tấn. Ông hiếu thảo với cha mẹ, uy tín với bạn bè, ham học không mệt mỏi, có tài hoa văn chương, là một học sĩ rất có đức hạnh. Ngoại tổ nước thật tĩnh lặng. Cháu à, làm người cũng phải nên như dòng nước vậy, tĩnh lặng, trong sạch. Cháu nhớ rồi. Cố Hiệp sống thanh đạm, liêm khiết, mọi người đều ca ngợi đức hạnh của ông. Năm ấy Lương Võ Đế nhờ Tương Đông Dương tiến cử, vua Lương Võ Đế sắc phong ông làm Thông Chân Tán Kỵ, Thị Lang, Kim Luân Trung Thư, Thông Sự Xá Nhân. Cố Hiệp tuy là quan lớn trong triều, nhưng bữa cơm hàng ngày rất đảm bạc. Mời thầy dùng trà. Ừ. Thưa thầy, sắp tới lễ mừng sinh nhật của Thái tử rồi. Chúng ta nên biếu cái gì đây? Không cần biếu đâu. Thưa thầy, con nghe nói chưa kể đến những danh gia vọng tộc thì đã có rất nhiều quan viên đều hy vọng ở buổi lễ này mà thi thố văn chương để được Thái tử chú ý. Làm quan thanh liêm lấy đâu ra của dư giả mà bỡ đỡ theo phường phú quý. Nhưng thưa thầy, bọn họ đều nói Thái tử sau này sẽ là hoàng đế. Chúng ta quan đường. Biếu cái gì mà biếu? Đây vốn không phải là chức trách mệnh quan của triều đình. Hoàng thượng cũng vậy, Thái tử cũng vậy. Là thần tử, lòng lo nghĩ cho thiên hạ. Làm quan thanh liêm vì dân mà dốc hết sức mình phục vụ. Đây mới là việc quan trọng. Người sau này phải nhớ cho thật kỹ. Dạ, con biết rồi. Thế mà lại có chuyện quan đường như vậy. Đại nhân, xã gia đã thu mua hết tất cả vườn đào và vườn hạnh của tôi. Ra giá tiền cũng thỏa đáng. Tôi còn nghĩ năm này mình được nhàn hả? Đâu ngờ. Ngài xem. Đây là đồng năm hào của Tả thị. Bọn họ làm tiền kém chất lượng, vốn không đủ tiêu chuẩn. Người đã báo quan địa phương chưa? Đã tìm rồi. Họ chỉ cần nghe đến việc của Tả gia, căn bản là không dám hó hé. Chỉ nói với tôi rằng Tả gia chế tiền là do hoàng thượng cho phép. Tôi chỉ còn biết thưa đến hoàng cung thôi. Ngươi có tìm tới Tả gia bàn bạc chưa? Đại nhân, khi tôi phát hiện tiền giả, điều đầu tiên chính là đi tìm Tả gia. Nhưng người làm ở trong nhà đó không những đuổi tôi ra khỏi cửa, còn nói cái gì là thấp tôi cứ đi cáo trạng. Cho dù là thưa đến hoàng đế thì cũng vô dụng thôi. Phân lượng của đồng tiền này ngươi đã kiểm tra chưa? Đại nhân, cái này đâu cần phải đánh giá đong đếm đâu. Đại nhân, công sức một năm qua của tôi chăm chút vào vườn cây ăn trái đó. Kết quả, ngay cả một cân gạo giờ cũng không mua nổi nữa. Xin đại nhân hãy làm chủ cho tôi. Mau đứng dậy đi. Quốc có quốc pháp. Chuyện này hoàng thượng nhất định sẽ để mắt tới. Cho ngươi một công đạo, ngươi cứ yên tâm. Thưa thầy, con nghe nói trong triều Tả gia có thế lực quyền quý nhất trong số dương gia. Có nhiều chuyện hoàng thượng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ.
việc lưu thông tiền tệ liên quan đến Giang Sơn xã Tắc không phải là chuyện đùa. Thưa thầy, con còn nghe được Tạ gia có quan hệ với thái tử không tầm thường. Tiệc mừng thái tử, chúng ta không bày tỏ thành ý gì cả. Thời nay, người cả ngày đều nghe những chuyện này sao? Đạo lý làm người ta dạy ngươi quên hết rồi sao? Học trò không dám, học trò chỉ sợ thầy. Làm người ngay thẳng, làm việc quang minh chánh đại thì có gì phải sợ chứ? Ngươi hãy đi chép luận ngữ lại đi. Ta thấy chữ nghĩa của ngươi học mấy năm nay đều vô ích rồi. Hãy ngẫm nghĩ lại lời dạy của Thánh Hiền đi. Nhớ cho kỹ lời giáo huấn của Thánh Nhân. Dạ thưa thầy. Thưa thầy, phải chép bao nhiêu quyển đây? 3 quyển. Con biết rồi. Thần khấu kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Sao khanh chưa hồi phủ? Thần có chuyện muốn thưa. Nói đi. Tạ gia lén lút làm chuyện xấu. Thần đã soạn một bản tấu chương nhưng không được ban ra. Chuyện đó à? Đó là chuyện nhỏ, trẫm không muốn truy cứu. Bệ hạ thứ cho thần nói thẳng, tiền không đủ tiêu chuẩn chất lượng, việc này có quan hệ lớn đối với quốc gia. Tạ gia làm tiền là do trẫm cho phép, nhưng tiền của Tạ gia làm không đúng chất lượng, tiền kém chất lượng thay thế tiền thật sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát tiền tệ. Bị tổn hại đầu tiên chính là đất nước, mà ba tánh chính là người chịu khổ. Không nghiêm trọng vậy đâu, khanh lo xa quá rồi. Bệ hạ anh minh, thần nghĩ rằng nếu tiền giả lưu thông rộng rãi, trước hết dẫn đến vật giá tăng cao, dân không biết đâu mà sống. Tài vật trong nước đều đổ dồn vào tay những kẻ làm tiền giả, nguồn thuế nhập vào quốc khố cũng sẽ vì thế mà giảm đi. Nếu tiếp tục như vậy, có thể khiến dân tình làm phản, hoặc là dân chúng sẽ chuyển đến phía Bắc Hoàng Hà. Tệ hơn nữa là kẻ thù hung hãn ở phương Bắc sẽ nhân cơ hội được chống mà tiến vào. Quốc khố không có tiền và lương thuế thì lấy gì mà ngăn chặn ngoại xâm? Xin bệ hạ minh giám. Cổ hiệp, trẫm biết khanh một lòng trung thành. Như vậy đi, ban lệnh của trẫm, lệnh cho Tạ gia thu lại tất cả số tiền đã lưu thông trên thị trường và lập tức đổi lại thành tiền đúng chất lượng. Cổ hiệp, Tạ gia là dòng dõi thế gia, có nhiều công lao, trẫm không tiện trừng phạt. Trẫm cũng biết khanh chẳng qua là vì tấm lòng trung lại liên kiếp. Bộ quan phục này cũng đã giá dài chỗ rồi. Trẫm cũng là hoàng đế, một cái mũ đội 3 năm, cái chăn đắp 2 năm. Nếu như triều đình có nhiều vị quan như khanh, trẫm đã an lòng hơn nhiều. Bệ hạ, thần khẩn thỉnh trong chiếu lệnh của người ban ra, ngoài việc buộc Tạ gia đổi lại tất cả tiền giả, còn có thêm một điều nữa, đó là phải bảo Tạ gia đem hết tất cả những đồng tiền năm hào đúc lại đúng chất lượng của tiền thật. Chuẩn tấu, khanh hãy soạn chiếu thư đi. Tạ bệ hạ. Thưa thầy, anh ta đợi ở đây hơn nửa ngày rồi. Đại nhân, có việc gì? Tôi muốn hỏi tiền của tôi có lấy về được hay không? À, ngươi cứ yên tâm. Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho Tạ gia đổi lại tất cả những tiền kém chất lượng rồi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Được rồi, đây là việc của triều đình nên làm. Đại nhân, cái này mời ngài dùng thử. Đây là đợt quả chứng cuối cùng, hãy đem về đi. Đại nhân, có phải là chê lễ vật quá ít không? Ta không thể nhận đồ vật của ngươi được. Đây là nguyên tắc làm người. Vậy ngài giữ lại một ít cũng dùng được mà. Một quả cũng không được. Đạo làm quan, nếu như làm được một việc lại muốn nhận lễ lộc, lòng người oán hận, lão bá tánh sẽ mắng là tham quan. Như vậy chẳng phải là từ việc nhận chút lễ ban đầu sao? Ta không nhận bất cứ đồ nào của ngươi, khỏi thẹn với lương tâm với thiên hạ. Đại nhân, ngài đúng là quan phủ mẫu. Thái đại nhân, giảng bối đến vấn an người. Cố hiệp à, nào nào, ngồi đi. Thái đại nhân vẫn khỏe chứ? Đừng gọi ta là đại nhân nữa, ta đã từ quan lâu lắm rồi. Dạ, lão tiên sinh, ngài vẫn khỏe chưa à?
Khỏe. Ông đã dùng cơm chưa? Ăn rồi, mới ghé qua đây. Vậy uống trà hả? Để ta đi pha trà. Lão tiên sinh, ngài cứ ngồi đi, để tôi làm. Ông biết không, sau khi từ quan ở ẩn, ở nhà nhàn rỗi thì Thú Vĩnh Từ ngâm thơ. Cửa nhà vắng vẻ, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu. Ngoài ông ra ta chẳng nhờ ai cả. Giảng bối mã muội quấy rầy rồi. Không sao, ta rất vui. Tuy ta không còn làm quan trong triều, nhưng vẫn nghe được một vài chuyện hệ trọng. Nghe nói thái tử tổ chức mừng lễ khánh tuế, ông không tham gia. Hiện nay quan lại trong triều, từ tam phẩm trở lên ai cũng bàn tán chuyện này. Thái tử làm lễ mừng tuổi, chẳng phải là chuyện quốc gia. Thân là thần tử, việc gì phải giữ quyền ý thế. Hơn nữa, tôi và thái tử không có giao tình, chẳng có lý do gì để chúc mừng. Hay, lão phu tán thưởng cách làm người của ông. Có điều, thời gian ông mới vào triều chưa lâu, lão phu lo tánh ông cương trực như vậy, làm người lại sống trong sạch. Nguyên tắc làm sao có thể an ổn đứng vững trong chốn quan trường đây. Lão tiên sinh, giảng bối tự biết, có thể một lòng trong sạch, chí công vô tư là không thẹn với bá tánh trong thiên hạ, xứng đáng với bộ quan phục này. Làm quan thanh liêm dù khó, nhưng cũng phải làm. Người nói có phải không? Tốt, lão phu kính ông. Chúc lão tiên sinh dồi dào sức khỏe. Rất nhanh, hoàng đế ban chỉ hạ cho tả gia đổi lại tất cả những tiền giả và phải đúc lại thành tiền mới. Đồng thời, lương võ đế phái nội quan ban tặng cho cố hiệp một bộ quan phục mới. Hoàng gật quá. Thành Ngọc, chuẩn bị ngựa. Thưa thầy, có việc gì à? Ngụy Tam đánh trống kêu quan. Ta ở trong triều nghe được chuyện này. Đến phủ Kiến Khang xem xét thật hư. Bọn quan viên bên đó một mực không chịu nhận báo quan. Thưa thầy, thầy nghỉ một chút đã. Ta không mệt. Ngươi mau chuẩn bị ngựa. Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Chuyện ngươi đánh trống kêu oan, ta đã nghe nói rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tả gia căn bản không hề đổi lại tiền. Mà quan trong phủ Kiến Khang nói tôi còn làm ầm ĩ nữa sẽ tốn tôi vào ngục. Sao lại có lý này? Đại nhân, tôi biết ngài là một vị quan tốt, nhưng mà tôi thật sự không thể đợi ở đây được nữa. Tôi muốn chuyển lên vùng phía Bắc, ít ra cũng không bị chèn ép như ở đây. Ngươi không cần phải đi. Về việc này triều đình sẽ làm chủ cho ngươi. Tả đại nhân, vì sao không làm theo chiếu chỉ của bệ hạ? Bệ hạ, từ khi người ban chiếu xuống, hạ quan liền mở kho nghênh tiếp bá tánh đến đổi tiền, đồng thời đã đổi lại tiền mới. Vậy sao lại có người kêu oan? Dân đen tầm thường chẳng biết an phận, còn làm rối loạn lòng người, thật không thể tha thứ. Bệ hạ, thần chỉ muốn Tả đại nhân nói rõ ràng quan ức từ đâu đến. Bệ hạ, hả thần đã làm theo chiếu chỉ. Thái tử cũng có tham gia giám định công việc, thỉnh bệ hạ minh xét. Thái tử nói xem. Hồi bấm phủ quan, những lời của Tả đại nhân nói đều là thật. Bằng chứng nhi thần tìm được, kẻ kêu quan là Ngụy Tam này, vốn là một tên vô loại, vì muốn gạt tiền của Tả gia nên gây ra sóng gió thừa nước đục thả câu. Bệ hạ, được rồi, sự tình đã rõ ràng, không có việc gì, tất cả đều lui xuống hết đi. Bệ hạ, tạ bệ hạ. Dù tôi có kiện liên hoàng đế thì cũng không hề hấn gì. Dân đen tầm thường chẳng biết an phận, còn làm rối loạn lòng người, ít ra cũng không bị chèn ép như ở đây. Cố hiệp, lão tiên sinh, ta đã nghe nói rồi. Mời lão tiên sinh ngồi. Không cần đâu. Ta hỏi ông có nhớ lần đầu tiên ta gặp ông không? Chính là hơn 20 năm trước, lúc đó tôi mới nhận chức thượng đình úy. Đúng vậy, hôm đó tuyết rất lớn. Lúc đó ta thấy ông với một thân thường phục vô cùng đơn bạc, vốn định cởi áo khoác ngoài cho ông. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của ông, lúc đó ta liền bỏ ngay ý định đó. Ông có biết vì sao không? Tiên sinh cứ nói thẳng, bởi ông khi đó khí khái chánh trực. Từ đôi mắt này của ông, ta thấy ông rất ngay thẳng, nghiêm nghị và trực tâm, cho nên lão phu không dám mở miệng.
Lão tiên sinh quá lê rồi. Giảng bối chỉ làm hết trách nhiệm của một vị quan thôi. Tốt, chỉ cần việc lần này là đúng, ông cứ tiến hành. Nhưng mà làm việc cũng phải có phương pháp. Đặc biệt trong chốn quan trường, kẻ bẻ mép quanh hoàng đế đã quá nhiều, nên muốn hoàng đế tin tưởng lời ông nói không dễ đâu. Ta nghe nói tiền của Tạ gia có thể nổi trên mặt nước đúng không? Đa tạ tiên sinh đã nhắc nhở. Thần bái kiến bệ hạ. Cố hiệp, khanh nhìn đi. Hôm nay trời thật đẹp, không một gợn mây. Bệ hạ, đây là tiền do Tạ gia làm ra. Ấy, chuyện này không cần phải nói nữa. Xin bệ hạ nhìn thử. Đưa trống xem nào. Bệ hạ, nếu trong nước ta lưu thông đều là loại tiền này, thì làm sao bá tánh sống được đây? Hoàng thượng gia đáo. Thần nghênh tiếp chẩm trễ. Mở kho ra cho trống kiểm tra. Ta đại nhân, xem ra ngươi còn giàu hơn cả trống nhiều đó. Thần tội đáng chết, xin bệ hạ trách phạt. Biết sai phải sửa, cho ngươi thời hạn 3 ngày, có đủ không? Dạ đủ rồi, đủ rồi. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ. Cố hiệp, khanh là trung thần của trẫm, lại là quan thanh liêm, trẫm muốn thăng chức cho khanh. Khanh nói đi, khanh muốn làm chức quan gì? Bệ hạ, việc thần muốn làm đều là bổn phận nên làm. Thần không mong thăng chức, chỉ cầu thiên hạ được thái bình, trăm họ an khang. Tốt. Thưa thầy, thầy có thư. Thưa thầy, có việc gì? Buổi tối làm xong rồi. Thầy cảm thấy mệt à? Người đã một ngày không ăn uống gì hết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hơn 20 năm trước, trên đường ta nhậm chức ở Tây An, thì mẹ ta mất. Ta về quê để an táng thủ hiếu, quyết định cả đời mặc áo vải ăn cơm rau và không lập gia thất. Thủ thiếu niên, gia đình ta có đến ước cho ta một cô gái, nhưng cũng đã giải trừ hôn ước rồi. Không ngờ cô ta đến nay gần 60 tuổi mà vẫn ở như vậy. Thật là người có tình có nghĩa. Bây giờ người nhà gửi thư báo cô ấy bệnh nặng, cần có tiền chữa chạy. Bọn họ đâu biết ta một đời trong sạch, không có dư giả. Làm thế nào cho ổn thỏa đây? Thưa thầy, thầy đừng nôn nóng. Chúng ta từ từ nghĩ cách mà. Ta phải về quê một chuyến. Dạ. Thưa thầy, học trò không giúp được gì cho người, chỉ có cái này mong người nhận lấy cho. Đây là học trò dành dụng trong 2 năm qua, hy vọng có thể giúp được thầy trong lúc cấp bách. Mang về đi. Thưa thầy, học trò biết số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng đây là tấm lòng của con, thầy hãy nhận đi. Thanh Ngọc ơi, Thanh Ngọc, người theo ta đã nhiều năm như vậy rồi, sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của người thầy này vậy? Con biết thầy một đời thanh liêm, nên không dám tặng lễ vật trọng hậu. Số tiền này là dùng cho lúc cấp bách. Làm người phải trong sạch rõ ràng như nước vậy. Ném 2.000 lượng vàng của người giặt nước, thử hỏi nước có thể tinh khiết được sao? Ngươi còn nhớ năm đó có một học trò biếu ta 2.000 lượng vàng mà bị phạt 20 gậy không? Ngươi có một tấm lòng thành, di sư biết, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Một đầm nước trong có thể bị ô uế bởi một giọt mực. Thanh danh của một người cũng vậy. Chỉ một lần đụng tâm mà hủy hoại, làm quan thanh liêm gì sao không dễ? Chính là do không vượt qua được một lần cám dỗ của lợi lộc. Nhẫn rồi sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Người do đó mà bị biến chức. Thưa thầy, học trò biết sai rồi. Nhớ kỹ, quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi. Sau này nhất định phải làm người cho tôi. Ngàn vạn lần không được bước sang một bước. Cố hiệp khi còn trẻ, vì để tăng mẹ thủ hiếu mà trọn đời không muốn lập gia thất.
Nào biết năm đó cô gái ông đính ước đã gần 60 tuổi mà không chịu lấy chồng. Cố Hiệp biết chuyện này bị cảm động vì nghĩa khí của người phụ nữ ấy. Quả thật thế gian hiếm có người đại nghĩa như vậy. Cố Hiệp một đời thanh liêm, khi mất, lễ chôn cất cũng rất đơn giản. Người đời sau vô cùng kính phục. Lương Võ Đế hạ chiếu khen ngợi ông và xưng ông là Liêm Khiết Tự Cư, nội ngoại xưng thiện, và phong chức Tán Kỳ, Thường Thị, ban tử là Ôn Tử.
Nam Mô